Khi thế giới còn đang chuyển mình nhờ phim ảnh, chúng tôi đã bắt đầu thay đổi góc nhìn của thế giới. Với tư cách là người tiên phong mở ra kỷ nguyên số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đang cách mạng hóa ngành chẩn đoán thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhưng vì sao phải ngừng lại khi chúng tôi còn có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo và hiểu biết về Internet vạn vật để giải quyết những vấn đề thách thức nhất trong kinh doanh? Vì một thế giới khỏe mạnh và một xã hội bền vững hơn, chúng tôi sẽ không ngừng. Vi xem Hà Tiên Một, lớn mạnh do bạn và vì bạn.